Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa đông nam, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, nên Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực vùng núi tại Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Do đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi người dân và khách hàng dùng điều hòa nên kết hợp với quạt khi trời nắng nóng. Theo đó, từ ngày mai mùng 5 tháng 5, vùng áp thấp nóng này còn phát triển mạnh hơn về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 50%. Chính vì thế, EVN nhận định tình hình nắng nóng có thể dẫn tới nhu cầu sử dụng điện tăng cao do sử dụng nhiều thiết bị làm mát. EVN kêu gọi người dân cần lưu ý sử dụng điện một cách tiết kiệm hiệu quả. Khách hàng nên tiết kiệm điện bằng cách chỉ nên đặt máy điều hòa ở mức 26 đến 27 độ C, kết hợp với quạt vừa giảm nguy cơ sự cố điện, vừa để tránh hóa đơn tiền điện tăng cao.